Quan trọng phải là thân thái, quan trọng khi là con gái. Bao giờ yêu thì luôn đúng, sẽ chẳng bao giờ thấy sai. Quan trọng vẫn là thân thái, khi mình yêu là con trai. Dẫu người ta gọi mình ai, cũng chẳng có gì để có cái quần gì đâu mà ăn. Trời, quần cũng có ăn luôn hả con? Lũ đâu rồi? Hả? Tôi nè, cái gì không? Mày ăn hết quần của con lũ luôn hả? Đâu có. Chứ nó nói không còn cái quần gì ăn luôn kìa. Ý nó nói là nhà không còn cái quái gì ăn á. Cái quần áo gì ở đây? Quần áo ai mà ăn? Xong nói chuyện riết giống khùng quá. Mày chửi ai? Buồn nữa luôn, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, quan trọng là thần thái. Thần thái hả? Tự tin lên. Vậy được chứ. Thần thái thì gì, mình là người kinh, quan trọng là thần